trở lại với kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Dục. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn yêu chữ một bộ vở luyện chữ đẹp tại nhà dành cho các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên và những bạn yêu chữ chưa có thời gian để trực tiếp đến với các lớp luyện chữ đẹp, thì chúng ta có thể sử dụng bộ luyện chữ để chúng ta tự luyện tập ở nhà. Đây là bộ luyện chữ của công ty Ánh Dương. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu luyện với cuốn vở luyện chữ đứng. Ở cuốn luyện chữ đứng này thì sẽ chia ra làm các bài và từng bài sẽ đi theo cấp độ tăng dần từ độ khó. Đầu tiên đó là tập về các nét cơ bản. Thì chúng ta sẽ quan sát và luyện tập theo những nét cơ bản. Và mỗi nét thì đều có cái hướng dẫn cũng như là cách viết mẫu. Thì chúng ta có thể làm theo. Sau đó là sang bài 2, đó là luyện chữ viết thường. Thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện theo từng nét chữ theo đúng cái trình tự của quyển vở này. Qua nét chữ thường đó là phần luyện chữ số và chữ hoa. Chúng ta có thể quan sát ở mỗi chữ thì đều có ví dụ cũng như cách viết, chúng ta sẽ quan sát và luyện tập theo. Sau khi mà mình đã viết được chữ thường, chữ hoa và chữ số thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thứ tư, đó là các kỹ thuật viết chữ. Ở bài này thì sẽ có những cái âm, vần, nét nói cũng như những từ ứng dụng. Tiếp theo đó là phần luyện chữ hoa, thì mỗi chữ hoa thì sẽ được chia thành các nhóm chữ có nét tương đồng với nhau. Ví dụ như chúng ta thấy là nét chữ A, chữ N và chữ M. Ở ba chữ hoa này thì có nét tương đồng thì được đưa chung vào một nhóm, và mỗi chữ hoa thì sẽ có một cái câu ứng dụng để chúng ta luyện tập. Sau đó thì sẽ có một cái bài viết kết hợp các chữ hoa tương tự với những chữ hoa còn lại. Và ở cuối trang đó là phần luyện chữ sáng tạo. Ở phần luyện chữ sáng tạo này thì các bạn có thể theo dõi ở những video trước, mình có hướng dẫn từng nhóm chữ để chúng ta luyện tập. Đó là cuốn luyện chữ đứng. Sau khi mình đã luyện được chữ đứng thì chúng ta sẽ bước sang cái cuốn vở luyện chữ nghiêng. Cuốn luyện chữ nghiêng thì nó được in cũng như là kết cấu từng bài giống như là cuốn luyện chữ đứng, nhưng đây là cái mẫu chữ nghiêng chúng ta sẽ tập luyện theo cái mẫu chữ nghiêng nha các bạn. Chúng ta thấy là trình tự khá giống như cuốn luyện chữ đứng, nhưng này chúng ta sẽ là luyện chữ nghiêng. Đây là hai cuốn vở, một cuốn chữ đứng và một cuốn chữ nghiêng. Tiếp theo đó là cuốn luyện chữ hoa. Chữ hoa là một phần tương đối khó nên cái phần luyện chữ hoa thì chúng ta sẽ luyện riêng trong một cái cuốn. Ở phần này thì có cái hướng dẫn rất là cơ bản, chúng ta nhìn thấy. Ở chữ A thì chúng ta quan sát là có cách hướng dẫn cách viết theo chiều mũi tên. Chúng ta quan sát các điểm cắt và chúng ta sẽ được viết thử cả mẫu chữ đứng và chữ nghiêng theo trình tự tất cả các mẫu chữ hoa. Chúng ta có thể dựa vào đây và tự học cũng như là hướng dẫn cho con em mình ở nhà cách viết chữ hoa thông qua cái cuốn vở này. Và phần cuối cuốn vở chữ hoa đó là chữ sáng tạo. Ở mỗi chữ sáng tạo này thì chúng ta có thể theo dõi và học ở những video trước. Đây là ba cuốn vở có mẫu, chúng ta sẽ luyện tập theo đó. Bên cạnh đó thì để bổ trợ cho cái việc luyện chữ tại nhà thì chúng ta có thể sử dụng thêm hai quyển. Đây là cái quyển dòng kẻ đứng, đây là quyển tập trắng thôi. Tại vì trong quá trình mình luyện, ví dụ như là mình luyện bài đầu tiên đó là về tập nét cơ bản. Ở đây thì mỗi nét thì chúng ta chỉ thấy là chỉ có một dòng thôi. Mà nếu như luyện tập một dòng thì chúng ta chắc chắn sẽ không viết thành thạo được. Thì chúng ta sẽ bước sang cái quyển tập trắng để chúng ta luyện tập tiếp. Cứ một nét cơ bản này chúng ta sẽ luyện một trang, rồi sang nét cơ bản thứ hai chúng ta sẽ luyện một trang. Cứ từng nét đến khi nào mà mình viết đẹp hết từng nét này thì chúng ta mới chuyển sang cái nét khác. Và chúng ta sẽ luyện tập theo một cái trình tự như thế này. Và cái cuốn mẫu này giống như là một trình tự để chúng ta học. Và cuốn tập trắng này sẽ là bổ trợ. Chúng ta sẽ luyện cứ mỗi nét thì chúng ta sẽ luyện tập trong cái vở tập trắng này. Đó là bổ trợ cho cái cuốn luyện chữ đứng. Tương tự như cuốn luyện chữ nghiêng. Chữ nghiêng thì có thể lúc đầu các bạn chưa viết chữ nghiêng quen thì chúng ta sẽ sử dụng cái cuốn tập vở ô nghiêng để hỗ trợ. Cái vở này nó có điểm khác đó là các dòng kẻ được in hàng theo đúng cái độ nghiêng. Chúng ta sẽ viết theo cái dòng kẻ nghiêng này để các em học sinh cũng như là các bạn quen dần cái độ nghiêng.
Sau khi mình luyện tập theo dần cái độ nghiêng này thì chúng ta mới chuyển sang cái luyện chữ đứng. Và chúng ta cũng sẽ luyện tập theo cái trình tự của cuốn vở chữ nghiêng. Sau khi mà mình kết hợp cả 5 quyển vở này thì chúng ta có thể tự luyện ở nhà, cũng như là hướng dẫn học sinh cũng như là con em của mình ở nhà tự luyện. Nếu như các bạn vẫn chưa tìm được cái quyển vở luyện chữ này thì có thể liên hệ với mình qua cái đường link ở bên dưới. Và chúng ta nhớ nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất của Luyện Chữ Đẹp Cần Dục. Thân chào tất cả các bạn.